chào các bạn. Tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng.com. Hôm nay tôi xin giới thiệu cái rễ cây giấy Mỹ này mọc mầm. Đấy, có nghĩa là nhưng mà tôi giới thiệu thêm một cái cách mọc mầm nữa mà có thể tốc độ nó nhanh hơn là cái cách mọc mầm mà tôi vẫn nói. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé. Tôi giới thiệu là cái cây giấy Mỹ, thí dụ như cái cây này là tôi khai thác lên là nó có một sợi rễ thôi. Đây là nó tự đứt gãy trong cái quá trình tự nhiên, nó bị gãy, nó mọc cái mầm như thế này. Thế nhưng các bạn xem cái này thì các bạn không khẳng định tuyệt đối được, đúng không? Thế còn đây trên chỗ này tôi có một cái rễ cây giấy Mỹ. Đấy, đây là lá cái giấy Mỹ hẳn hoi. Thế và đây phần này là phần tôi đã thu hồi cái cây, tí tôi giới thiệu, tôi thu hồi cái cây trong trong cái bó bầu của tôi. Nhân công anh em mới chặt cái đoạn rễ ra ngoài, đúng không? Đấy, thế bây giờ nó từ cái rễ nó mọc mầm lên. Cái cây này là chặt vào tầm tháng 11 năm năm cũ, tháng 11 âm lịch nhá. Thế còn đây cái này nó mọc mầm lên, nhưng cái này nó lại ở lối đi, lúc tôi bận không để ý được thì có người giẫm hỏng lá, nhưng đây chỗ này ngọn nó thôi, cái này khó nhìn hơn. Nhưng cái này dễ nhìn rồi, đúng không? Thế bây giờ tôi giới thiệu một cái rễ nữa. Rõ ràng là tôi chặt, tôi lem cái phần cây đi, cái rễ này nó to. Tôi cố giữ lại. Đấy, các bạn thấy không, nó chìm ở trong đất như thế này này, tức là chúng ta không lấy cái rễ này lên mà chúng ta để nguyên trong đất, chúng ta chặt ngọn nó. Mà nếu chúng ta tốt nhất là chặt vào mùa giữa mùa đông, ta lấy cái phần cây đi được, cây gọi là cây ta đem đi làm bonsai đấy, giữa mùa đông hoặc là cuối mùa đông là chúng ta mang đi được. Đây là hoàn toàn là lá mầm của nó, đúng không? Cái này là cái rễ dưới đất, không có tí nào cành cả. Thế nhưng tôi muốn giới thiệu với các bạn là tôi tại sao là chúng ta có thể là có được những cái cành, cái rễ cái giấy mà nó mọc mầm một cách rất là nhanh chóng. Thì chúng ta không nên nhổ cái đoạn rễ mà còn lại lên thì chúng ta mới có thể là cho nó mọc mầm nhanh được. Như này đấy, nó mọc mầm tốt rồi đấy, khoảng độ nửa tháng đó, mầm nó dài đến này, chúng ta có thể lấy cái này lên ta làm cây bonsai được. Hoặc là chúng ta muốn ghép thì chúng ta ghép vào cái mầm này nó to ra, ta ghép vào mầm này dễ hơn là chúng ta ghép vào rễ. Thí dụ như cái rễ này ta lấy làm thân rồi, nó mọc cái nhánh ra, chúng ta có cái nhánh nó to chẳng hạn là bằng như thế này chẳng hạn đấy, thì chúng ta cắt đi, chúng ta chẻ lên vào đây. Đấy, ta chẻ lên vào đây thì ta sẽ được cái màu hoa khác. Ví dụ như các bạn ghép sophia cẩm thạch hay là màu đỏ cam, màu vàng cam hay màu đỏ vào là đều được. Nhưng đây tôi giới thiệu là hoàn toàn là nó mọc mầm lên từ rễ rất là dễ dàng và lại nhanh chóng. Thế còn trường hợp mà tôi đào lên rồi, tôi đem cái rễ không như thế này tôi trồng xuống thì chắc chắn là không thể 3 tháng mà ra mà mọc mầm được. Cái trường hợp mọc mầm sớm thì là gọi là hãn hữu thôi, còn thường thường là nó phải tầm 6 tháng, có khi là gần 1 năm nó mới mọc mầm cơ. Nhưng còn cái này đấy, tôi thu hoạch từ củ giữa đông, thế này tầm cuối tháng 11. Thế nên là chúng tôi chặt đi, các bạn nhìn thấy vết chặt vẫn còn nham nhở đúng không? Thế mà cái rễ cây này nó vẫn mọc mầm, chứ không phải rễ giấy Mỹ không mọc mầm. Nhưng điều kiện của nó là nằm nguyên trong đất thì nó sẽ mọc mầm nhanh. Còn nếu mà chúng ta nhổ nó lên khỏi mặt đất, cái rễ này trước cái thời cùng cái thời gian mà lấy cây, cái rễ này chúng ta nhổ lên rồi ta đem trồng xuống, nó vẫn sống, nhưng mà chắc chắn là tốc độ ra mầm nó sẽ chậm hơn. Cái này nó rất đơn giản thôi. Thế còn đây, thí dụ như ở đây tôi lấy một cây giấy Mỹ, đây là tôi có một cây cũng to to đúng không? Thế bây giờ là thí dụ như này, tôi nghiêng cây lên này, tôi xem cái rễ nó ở đâu, đúng không? Tôi thấy rễ này, tôi cắt rễ này, tôi cắt cái chỗ này, cái rễ bé như này thì tôi có thể cắt sát bầu vì cái rễ này cũng không cần lắm, đúng không? Nó bé thì cái đoạn mà ở trong ra thì chúng ta cũng không sử dụng nhiều. Tôi cắt đi, tôi tiếp tục động xem cái cây rễ nó xuống đến đâu, đúng không? Đấy, nếu mà đất này các bạn có thể tưới nước vào trước để cho nó ẩm, nó dễ bênh đất lên, cái rễ này để đây. Chúng ta thò cái đầu này lên khỏi mặt đất là nó sẽ mọc mầm này. Thế bên này đây không, chúng ta lại thấy rễ này. Đấy, lại rễ này. Cái rễ này thì hoàn toàn như hôm tôi đã giới thiệu là các bạn trồng cây rễ giấy mà để có củ to, hoặc là một số củ chúng ta cố định ở trong một số cái clip trước. Đây, cái rễ này, cái rễ này nó bé, nó sát đây đúng không? Tôi có thể cắt đi. Nhưng nhiều lúc anh em làm của tôi, người ta dùng dao, dùng rìu người ta chặt đi cũng được. Thế bây giờ tôi thấy cái phần rễ này nó còn đẹp đúng không? Tôi để cái rễ lại đây, nếu mà muốn cái bé như này chúng ta cũng chả cần nó mọc mầm. Nhưng có trường hợp cái rễ to nó dài, chúng ta lại không dùng đến cái đoạn dài của nó thì ta có thể cắt đi. Ta cắt đi thì ta để nguyên cái rễ trong đất. Tôi tính là đến đây thôi, vì cái rễ đoạn trên này nó to mà đoạn dưới này bé, chúng ta chỉ trồng một phần để cái phần to này lên, chứ không nó lại thành cái chuyện là gọi là to trên mà bé dưới. Thế tôi mới không ấy nữa thì tôi cắt đây, để tôi mai kia tôi vét đất ra để cho cái mầm, cái rễ này nó phải thò khỏi mặt đất thì nó mới mọc. Đây còn cái rễ tiếp theo, nó đây nhở lên, nhấc lên nó hơi bừa bừa rồi. Đấy,
Thế phần rễ đấy cũng vẫn là rễ nhỏ đúng không? Tôi bênh bênh thì vẫn thấy tiếng đất có đúng không? Nhưng mà chúng ta phải cho cái rễ này dần dần nó nổi đến khi ta lấy xong ta phải cho nó nổi mặt đất thì nó mới ra rễ được, nó ra mọc mầm được. Thế còn cái rễ như thế này nó nằm trên mặt đất ấy, có khi là hàng năm nó cũng không chết nếu mà ở trong chỗ mà nó dâm. Còn nếu ta dòng xuống đất ấy thì rễ cái giấy Mỹ để một năm nó vẫn không mọc mầm được, nó vẫn không chết. Đấy, bây giờ tôi động động và tôi xem cái phần rễ của nó thế nào. Đó, đấy, tôi thấy là đây rễ của nó này. Đấy, thế còn cái rễ nhỏ này tôi cắt tạm đi đã. Để xem những cái rễ nhỏ tôi cắt đi. Đấy, cái rễ nhỏ này chúng ta cũng không cần nó mọc mầm lắm, nhưng tất là những con khi chúng ta khai thác ấy, cái phần trong bầu thì chúng ta quan trọng rồi. Nhưng mà còn bây giờ cái phần mà cái rễ này chúng ta muốn uốn hoặc là chúng ta sửa thì cái rễ dài thì chúng ta cũng có thể dễ dàng uốn sửa một chút được. Tuy rằng nó rất rắn nhưng tôi nói nó rắn lắm. Bây giờ tôi cắt đây. Đấy, nhưng vẫn chưa hết rễ đúng không các bạn? Đấy, tôi lại chuyển sang bên này. Tôi tìm cái rễ của nó. Tất nhiên là các bạn phải mất thời gian là để cái vườn của chúng ta, vườn rễ của chúng ta nó mọc mầm. Đấy, vừa rồi tôi giới thiệu cái mọc mầm của rễ. Đấy, cái phần này rễ này nó dài như này. Nó có thể chạy dài nữa, nhưng tôi không muốn, có thể tí tôi bẩy mẫu lên cho các bạn xem một rễ, đúng không? Thế có thể tôi bẩy một mẫu rễ lên, còn đâu cái rễ này bé thì tôi cắt đi đã. Tôi chấp nhận để cái rễ đấy, tí tôi lôi lên các bạn sẽ thấy nó rất dài. Nếu chúng ta để dưới đất ấy, sau này chúng ta đem lên ấy, chúng ta sẽ làm được một cái nữa. Tại sao tôi lại giới thiệu chia sẻ như thế? Là vì tôi rất cảm ơn một số bạn đã ủng hộ nhà vườn chúng tôi, ủng hộ kênh YouTube cây cảnh chợ hàng.com của chúng tôi đã mua ủng hộ rất nhiều cảnh giấy Mỹ, có bạn mua đến 100 cân. Thế mà rồi các về các bạn làm nên tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm mà tôi đã làm. Thì chúng ta là giấy Mỹ chúng ta vừa được cái phần củ trong này đúng không ạ? Thế thứ hai là đây cái phần này ta để đây. Đúng không? Ta khều đầu chữ đầu đây ta kê bên gạch vào như này chẳng hạn. Một thời gian sau thì nó sẽ mọc mầm. Đấy, mọc mầm thì tôi vừa giới thiệu trên clip các bạn thấy. Nhưng các bạn nhớ là không được ngâm vào trong đất nhé, phải cái phần mà không cần phải bôi gì đâu cũng được. Vì rễ cái rễ Mỹ rất khỏe. Bây giờ tôi bỏ cái cây này ra khỏi. Tôi tìm cách tôi lấy cái rễ này lên. Các bạn xem nó dài. Rễ nó dài như này. Nếu mà chúng ta không sử dụng lốt cái rễ này đấy, mà ấy là nó phí. Còn nếu không thì chúng ta đem ghép. Mai kia tôi sẽ giới thiệu ở clip khác. Nghĩa là chúng tôi ghép lên trên cái rễ này. Trường hợp này là chúng ta không thể lấy được cái phần mà nó có tí vỏ thân để nó mọc mầm nhanh. Thế mà bây giờ nó có cái rễ dài như này trong đất. Đó. Các bạn thấy không? Đất vườn của chúng tôi đấy là được pha nó rất là tơi đúng không ạ? Các bạn trồng cây đấy thì tôi cũng giới thiệu trên rất nhiều YouTube cây gọi là cây cảnh chợ hàng.com. Đất của chúng tôi thường thường ấy, khi mưa xuống rồi bóp nó phải bở tơi như này. Đấy, các bạn trồng đất mà nó đất ruộng quá thì các bạn phải bổ sung cái gì đó vào để cho nó tơi xốp ra. Ví dụ như là dùng phân hữu cơ này, rồi dùng chấu này, dùng sơ dừa này. Đấy, hoặc là dùng xỉ than này cũng được ạ. Thế rồi chúng ta dùng có thể trộn thêm một chút cát vào cho nó thoát nước cũng được. Thì thực ra cái cát ấy nó chỉ là cái giá thể làm chỗ đứng thôi. Còn ăn thì cây nó ăn phân bón nhưng nó có ăn cát đâu. Mà đất nó cũng không phải là cái nó ăn. Đấy các bạn thấy không, cái rễ dài như này. Nếu tôi để ngâm cái phần này trong đất, tôi nôi cái đầu kia cao lên, chắc chắn là tôi sẽ có một cái cây. Các bạn thấy cái rễ này nó như một con rắn đúng không? Tôi cứ cố tình đào tiếp đi để lấy cái sợi rễ này lên. Đấy, các bạn thấy không, nếu như này mà chúng ta bỏ cái sợi rễ này trong đất thì nó sẽ phí đúng không? Thế mà bây giờ ta đánh lên ta trồng ấy thì nó lại chậm ra mầm. Thế chỉ có thể đánh lên thì chúng ta có thể sử dụng làm cái phần gọi chúng ta ghép rễ. Đây là tôi muốn là nói giới thiệu về cái phần chế tác cái phần rễ còn lại. Còn thường thường là chúng tôi chặt như kia. Thế xong rồi chúng tôi sẽ đào lấy cái rễ này. Nếu mà chúng ta ghép, đem ghép cái rễ này thì chúng ta đào cái rễ này. Chúng ta xem cái rễ nào đẹp thì chúng ta sử dụng. Các bạn thấy không, cái tôi giới thiệu ở trong cái clip là đấy, cái cây rễ này nó chỉ bò ngang thôi, nó không bao giờ ăn sâu cả. Các bạn thấy không, rất là lông. Thế mà đất của chúng ta mà bị gọi là ngâm nước ẩm đấy, cái vườn này của tôi rất cao đấy, cái vườn kia còn thấp hơn hẳn đấy, thấp hơn đến 30-40 phân đất ấy. Thì như thế này thì cây rễ Mỹ nó mới phát triển được, chứ nếu mà rễ này mà bị ngâm nước ấy, nó sẽ rất kém. Đấy, các bạn thấy không nào, một sợi rễ như này mà chúng ta bỏ đi thì nó hơi phí đúng không ạ? Nên chúng ta khai thác thì chúng ta cố gắng lấy luôn cả cái rễ này. Đến đây thì tôi lại còn một cái rễ lần trước tôi chặt của cái cây khác. Nhưng cái này nó ngâm trong đất thì nó không mọc mầm lên được. Đấy, bây giờ chúng ta muốn nó mọc mầm lên thì chúng ta phải
chúng ta phải 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 thò cái đầu nó lên trên khỏi mặt đất. Cái rễ này chúng ta có thể cuộn vào xong rồi chúng ta bó núi hay là bó đá bó đung ấy. Thế vừa rồi có một bác gọi là bác Luận ở trong, bác ấy có bảo tôi là xin một hai cái cành, một hai cái rễ mà không có bác Tạo ở Huế. Thế thì tôi đã làm cho bác cái phần cành rồi, nhưng mà còn cái phần mà rễ tí tôi đào cái rễ này tôi tặng bác luôn. Tôi tặng bác một rễ gọi là làm kỷ niệm đó. Thế còn một vài cái rễ nữa chúng tôi trong khi khai thác thì nó nhỏ hơn. Đấy, tôi lôi thế này để chứng minh rằng là cái rễ nó ăn rất dài. Các bạn mà trồng cây mà để có một củ đấy, hoặc là hai ba củ, các bạn đã chuẩn bị sẵn cái củ của nó rồi ấy. Thôi đến đây dài quá rồi, thôi tôi bỏ đây. Đó, rễ nó toàn ăn ngang rồi, các bạn thấy không? Một cái rễ này như con rắn này. Chúng ta có thể cuộn lại, chúng ta làm. Bây giờ cuộn lại làm, đấy, nếu mà như này đấy, mà các bạn lấy cái gốc cây bonsai lên tôi dỡ bồng ra luôn đúng không ạ? Đấy, cái phần này là cái phần rễ nó tôi vừa đào được. Đây. Chúng ta có thể làm như cái ta cuộn cái gì vào đó, ta cuộn nó dài như này chúng ta cũng thể cuộn qua qua được. Nhưng không thể cuộn quá ngoằn ngoèo được thôi, nhưng mà rễ nó cũng ngoằn ngoèo sẵn rồi chúng ta lựa thêm. Thế còn đây những cái này tôi dùng cái gì đó tôi kê nó lên. Thí dụ như cái rễ to ở đây chắc chắn là nó sẽ dài suốt vào trong kia. Nên tôi kê đầu lên này, nếu mà các bạn là sợ mọi người đi dám vào, chúng ta có thể lấy cái gì ta quây đấy lại, hoặc ta xếp cái gì xung quanh để nó tránh. Thế tiện đây thì tôi dỡ luôn cái bồng này ra để tôi giới thiệu luôn về cái cây ở đây. Tôi rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube cây cảnh chợ hàng.com của chúng tôi. Các bạn đã đăng ký rất nhiều, rất mong các bạn tiếp theo xem đăng ký ủng hộ chúng tôi, ủng hộ kênh của chúng tôi. Thì tôi sẽ xin giới thiệu và chia sẻ rất là những thông tin xác thực cái mà chúng tôi đang làm và đã làm. Bây giờ đấy tôi bó bồng, các bạn thấy rõ ràng là cây tôi bó bồng đúng không? Đây là một gọi là người thực việc thực luôn này, tôi làm trực tiếp luôn. Nếu bạn nào ở Hải Phòng ấy, rất mong là các bạn đã đến tận vườn tôi tham quan, rất là mời các bạn đến, các bạn tham quan rồi các bạn chia sẻ, các bạn có thể là ủng hộ bằng cái mua hàng cũng được, còn không các bạn đến chơi, bạn tham quan rồi các bạn chia sẻ, đưa ra những lời tham gia góp ý tích cực, chúng tôi sẽ cố gắng lắng tai nghe và chỉnh sửa mình để giảm những cái thiếu sót. Vì là cũng không thể nói là không có thiếu sót được, chúng tôi còn nhiều thiếu sót lắm. Nên là rất mong là các bạn còn những cái việc chúng tôi đang làm này chúng tôi cứ chia sẻ thôi. Rất mong các bạn ủng hộ chúng tôi. Đây là tôi làm những cái việc này là đang thực tế luôn ạ. Cái bầu này là trước kia nó rách quá, có thể lồng hai cái bầu vào thôi. Đấy, các bạn thấy không, có lần tôi giới thiệu là trồng ấy. Ê, những cái lỗ này rõ ràng là cái lỗ của cái bầu nhựa này đúng không ạ? Đấy, nó sẽ chui ra như này. Bây giờ tôi cắt nó ra rất khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà cái rễ ở phần trong này là phần chính đúng không? Cái phần ra ngoài nó không bao giờ to được. Các bạn sẽ xem này, chúng ta thực tế luôn này. Tôi cũng chưa nhìn thấy bên trong đâu đúng không? Tôi cũng mới cùng các bạn là vừa mới làm lên luôn. Đấy, cái rễ dài ngoằng kia thì không nói gì rồi. Thế còn phần rễ trong này. Cái cây này ấy, nó mới 4 năm tuổi thôi các bạn. Cái vườn này đại đa số là 4 năm tuổi, có cây hơn một chút là vì là có thể là có cái cây to hơn nó lẫn vào. Hôm nay tôi tiện thấy trời mưa đâm ra là đào nó cũng hợp lý hơn nữa. Tôi giới thiệu các bạn trên YouTube này những cái công việc làm hàng ngày của chúng tôi. Đấy, cái chậu mà chúng ta cái giỏ nhựa này chúng ta làm nó có lỗ như này đấy, thì nó sẽ chui qua cái lỗ của cái đáy này. Tôi để cái cây này trên mặt đất này, đây ví dụ như này. Đấy, các bạn nhìn thấy rễ nó chui qua không ạ? Đây là thực tế luôn ạ. Thế cái phần rễ chặt đi thì nếu mà như cái này chúng ta đem ra chúng ta phải ghép rồi thì nó dài như này. Tất nhiên chúng ta chọn cái rễ đẹp chúng ta dùng, còn rễ nào xấu không thích thì thôi ta bỏ nó đi. Đấy, các bạn thấy không, rễ nó chui qua cái lỗ tôi phải cắt xé ra, tôi mới ra đầy cái lỗ vẫn còn nguyên này. Đấy, nó chui qua giữa luôn này. Đấy, chúng ta sẽ được một cái cây giấy Mỹ. Đấy, còn đoạn rễ này dài như này chúng ta có thể là nhiều lúc mà chúng tôi chặt chúng tôi chỉ thu hồi cái phần này, còn cái phần này thì chúng tôi cứ ngâm trong đất
để chúng tôi lấy cái cành như cái rễ như vừa rồi, cái rễ như vừa rồi mà nó mọc mầm lên đấy, tôi lấy chắc chắn là sẽ được một cái cây rất dài. Đây cụ thể đây, đúng không? Cái rễ này nó to bằng đây, so với rễ này to hơn nhiều, chắc là nó phải chạy không biết ở chỗ nào trên mặt đất nữa. Nhưng mà ta cứ mà lần lần thì ta sẽ lấy được nó ra, nó mọc mầm lên rồi thì nó nhanh hơn. Còn nếu không thì chúng ta ghép vào rễ cũng được. Hôm nào tôi sẽ xin giới thiệu một clip ghép rễ. Đấy, thế là tôi rút được cái phần ni lông ra rồi, phần gọi là cái bao bì. Thế còn nếu các bạn không có cái bao bì, ở một số cái vùng các bạn không mua được cái bao bì đấy, các bạn có thể lấy cái bao xi măng Trinh Phong, các bạn khâu nó thành cái ống rồi các bạn gấp cái đáy nó lại, rồi chúng ta thục lỗ ra, thế là chúng ta lại dồn cái cây vào. Mà các bạn muốn cái cây mà nó cao bầu ấy, nó cao củ ấy, thì các bạn là nên làm cái bầu hẹp thôi mà nó hình trụ ấy, để củ nó quấn trong rồi nó đi theo cái trụ đấy nó xuống thì nó sẽ được cái cây được củ nó dài. Còn đây tôi làm củ nó chỉ trung bình thôi, có người làm dài gấp đôi này. Đấy, đồng nghiệp của chúng tôi cũng có người làm, nhưng mà tôi thì ít làm cái cây củ dài được vì là cái điều kiện chúng tôi nó nhiều cây quá. Đây ạ, các bạn thấy không, cái củ ở trong trong cái bầu nó to hơn hẳn đúng không, cái phần chui ra ngoài này. Thế nếu mà muốn cái củ này to nữa, tôi cắt cái rễ này đi, tôi lại đem cái cây này tôi trồng vào, cắt hết lá đi, trồng vào thì nó lại từ cái này nó lại chui qua cái lỗ của cái giọ này, nó lại có một thời gian tức ở trong này. Và khi trong cái bầu chúng ta chăm bón tốt ấy, sau 2-3 năm thì chúng ta lên nhổ lên một lần là kiểm tra cái củ đó, những cái củ nào chúng ta có thể sắp ra, củ đẹp thì ta để vào một khu, củ xấu thì chúng ta lại cho vào một chỗ đấy, ta biết là cái khu này củ đẹp thì chúng ta chăm sóc nó tốt hơn chẳng hạn đấy. Thế cái củ ta thích ta bảo nó đẹp thì ta cho nó vào một chỗ, thế thì ta sẽ được cái củ giấy Mỹ rất là đẹp. Và trong khi đó là cái đoạn rễ còn lại các bạn thấy không, dài như này, tôi có thể đem về để trồng vào cái gì đó, xong rồi tôi quấn vào cái gỗ lũa chẳng hạn đấy. Thế xong cái đầu này thì chúng ta cắt đi, xong rồi chúng ta sẽ ghép vào cái phần này, nhưng nhớ là các bạn để nguyên dưới đất để các bạn ghép được luôn. Còn nếu không thì chúng ta phải trồng cái rễ này, nó sống một thời gian nó chắc chắc á, mới ghép được. Còn tất nhiên ghép khô thì cũng được, nhưng cái tỷ lệ nó vào mùa mà giữ ẩm tốt ấy, thì cũng có thể ghép được. Đây là tôi cắt cái phần rễ này đi, nhưng mà khéo là dài quá, vì sao là vào trong chậu ấy, chậu bonsai của chúng ta nó chỉ có mức thôi. Như này chúng ta sẽ ghép vào cái phần này, còn phần này chúng ta sẽ được một cái cây bonsai đúng không ạ. Nếu tôi cắt ngắn cái phần thân này đi là tôi đã có một cây bonsai cũng tương đối đẹp. Còn nếu không như thế này, bây giờ tôi lại trồng lại, nếu cây này tôi trồng chỉ khoảng 3 năm nữa thôi là cây 7 năm thì chắc chắn là sẽ có cái củ này, và một số củ này cộng lại nó phải to hơn cái chai Coca-Cola mà chúng ta uống nước, có thể đường kính củ hoặc là cộng mấy củ lại nó đạt trên 10 phân. Nếu trường hợp mà cái cây mà chúng ta đào lên một củ, như cái cây tôi giới thiệu trên một số clip trước, trên clip trước thì là nó có một củ ấy, thì cái củ nó sẽ rất là to, cây này nó cũng có một củ rất đẹp đúng không? Nên là bây giờ tôi giới thiệu như vậy rồi, rất mong các bạn xem và các bạn ủng hộ chúng tôi, các bạn đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.